Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tháng 12 năm 2021, chỉ vì không đồng tình với thái độ, hành vi của bà Lê Thị Hà đối với đời tư, tình cảm, sinh hoạt hàng ngày của mình, Võ Viết Đạt cùng đoàn Thanh Tuấn đã trao đổi và bàn bạc gọi bà Hà về chùa Dương Lệ Đông để đánh, khiến bà Hà tử vong sau đó. Sau khi giết bà Hà, Đạt tìm cách che giấu hành vi phạm tội của mình bằng cách đem vứt xác của nạn nhân xuống sông. Cáo trạng kết luận, Hành vi của cựu tu sĩ Võ Viết Đạt và đồng phạm Đoàn Thanh Tuấn đã phạm vào tội giết người. Cả hai bị cáo còn phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đó là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Qua một ngày xét xử, Hội đồng Xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Võ Viết Đạt, trung thân Đoàn Thanh Tuấn, 12 năm tù, cùng về tội giết người.